Hồ Chí Minh trở nên vắng lặng, không còn cảnh tấp nập như những ngày bình thường, nhân viên cũng rảnh rỗi hơn. Hai bãi giữ xe luôn quá tải nhưng hiện tại thì thưa thớt, chủ yếu là khách ra vào làm mua vài gói hàng lẻ thẻ. Những ngày qua, siêu thị Co-op mặt trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, thành phố. Tình trạng trên là do trước đó Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op đã chính thức phát đi thông tin về việc Co-op mặt Đinh Tiên Hoàng ngừng hoạt động vào ngày 25 tháng 10 tới đây. Thông tin siêu thị được xem là đầu tiên ở Sài Gòn chính thức đóng cửa khiến nhiều người tiếc nuối, nhất là những ai từng gắn bó với nơi đây từ 18 năm về trước. Đó là nơi đầu tiên đưa vào hệ thống thang cuốn, nhiều người tò mò đã đến đi thử, là nơi có khu chơi game giải trí mà thế hệ học sinh các trường cấp 2,3 trên địa bàn quận Bình Thạnh thường xuyên lui tới sau giờ học. Trên FB, một số thành viên đã chia sẻ kỷ niệm với Co-op mặt Đinh Tiên Hoàng trước khi siêu thị này trở thành dĩ vãng. Bạn Hòa thì viết, gần 20 năm đi đi về về, đi học về ghé Co-op mặt, trốn học cũng chạy vô Co-op mặt nhà cúp điện ghé Co-op mặt để dành tiền vô Co-op mặt ăn kem, rồi chơi game, rồi lớn chút siêu thị nào không có món đó thì chắc chắn Co-op mặt có bán. Bao nhiêu là kỷ niệm? Một bạn khác có tên H Phan chia sẻ kỷ niệm tuổi thơ tại đây. Đây là nơi còn vương lại một ít kỷ niệm về những buổi tối hai chị em tôi đi bộ ra Co-op cùng má. Là nơi đánh dấu lần đầu tiên gia đình chúng tôi biết khái niệm siêu thị là gì, là nơi gửi xe của tôi mỗi lần muốn đi chợ Bà Triệu buổi trưa mà không ưa gửi xe chật chội trong chợ. Đó là dấu hỏi rất lớn vào thời điểm tôi độ tuổi 10 khi mà chả hiểu sao lại mở cái siêu thị nhà giàu đối diện ngay cổng cái chợ nổi tiếng nhất nhì vùng đất Gia Định. Ngưng hoạt động để nhường đất cho trung tâm thương mại theo Sài Gòn Co-op. Co-op mặt Đinh Tiên Hoàng ngưng hoạt động theo yêu cầu của đối tác cho thuê mặt bằng. Nhiều người chia sẻ kỷ niệm với siêu thị Co-op đầu tiên ở Sài Gòn. Đây cũng là siêu thị duy nhất trong chuỗi Co-op mặt ngưng hoạt động trong năm nay. Như vậy sau gần 20 năm từ ngày khai trương, ngày 26 tháng 1 năm 2000, Co-op mặt Đinh Tiên Hoàng sẽ chính thức ngưng hoạt động tại địa chỉ trên mặc dù doanh thu những năm gần đây luôn ở mức cao là khoảng 2 tỷ đồng ngày. Sau khi ngưng hoạt động, theo tiết lộ, trước mắt nhân viên hoặc một số hàng hóa sẽ rời sang siêu thị sắp đi vào hoạt động trên đường Phạm Văn Đồng. Trong khi đó, các nhân viên Co-op mặt Đinh Tiên Hoàng đang gấp rút thu dọn đồ đạc, trả lại các vật dụng cho nhà cung cấp. Co-op mặt Đinh Tiên Hoàng sẽ thuê một địa điểm khác, gần vị trí cũ và hoạt động khoảng sau 2 năm nữa. Mặc dù vậy, siêu thị vẫn mở cửa bán cầm chừng từ đây cho đến ngày 25 tháng 10 mới ngưng hẳn để người tiêu dùng làm lại thẻ khách hàng cũng như đối tác cung cấp đến vận chuyển hàng về. Chia sẻ về tâm tư sau khi siêu thị này bị ngưng hoạt động, một nhân viên tại đây nói, tôi rất tiếc nuối khi siêu thị phải đóng cửa, trả lại mặt bằng vì nơi này tôi đã gắn bó rất lâu. Sài Gòn Co-op có cho nhân viên lựa chọn siêu thị Co-op khác để làm việc nhưng tôi vẫn chưa quyết định. Có lẽ sau khi hết công việc tại đây tôi sẽ tìm một việc khác trong khi chờ siêu thị này hoạt động trở lại sau 2 năm nữa, lúc đó vào làm lại. Có mặt tại siêu thị vào một buổi trưa trong những ngày cuối cùng hoạt động, các nhân viên đều có tâm trạng chung là khá buồn bã. Các vật dụng trong siêu thị được dọn ra ngoài, chờ đưa đi sau khi có thông báo nơi này bị ngưng hoạt động. Mặc dù vậy họ vẫn không quên tận tình hướng dẫn khách hàng tìm những sản phẩm cuối cùng trong gian hàng tại siêu thị hay niềm nở trao đổi. Chia sẻ về việc chuyển đổi thẻ khách hàng sang Co-op khác. Được biết, siêu thị ngừng hoạt động để nhường chỗ cho trung tâm thương mại kết hợp chung cư cao cấp của một đại gia trong ngành bán lẻ ở Việt Nam. Các bà nội trợ đến thăm siêu thị lần cuối trước khi đóng cửa theo các nhân viên. Mỗi ngày có khoảng hàng chục người dân đến chuyển đổi lại thẻ khách hàng để nhận phiếu khuyến mãi mua hàng. Qua ghi nhận của chúng tôi, hầu hết khách hàng tại siêu thị này đều thuộc trung niên và lớn tuổi đã gắn bó rất lâu và coi Co-op Đinh Tiên Hoàng như là địa điểm thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí có người từng có một tuổi thơ đẹp tại Co-op mặt Đinh Tiên Hoàng vì nơi đây là một trong những siêu thị đầu tiên ở Sài Gòn, được biết chỉ ra đời sau Co-op mặt Cống Quỳnh. Quận 1. Cô Trà, một người dân sinh sống gần siêu thị, có nhiều kỷ niệm dành cho Co-op Đinh Tiên Hoàng khi đến đây làm thẻ chuyển đổi. Hồi nơi này mới đi vào hoạt động, cô hay dẫn mấy đứa nhỏ đến đây chơi cuối tuần vì thời đó rất ít siêu thị. Giờ cửa hàng tiện lợi, siêu thị nhiều rồi nên tuổi nhỏ cũng ít ghé đây, chỉ có người lớn tuổi như cô thôi. Siêu thị sắp ngưng hoạt động thấy buồn lắm, cô Trà ngậm ngùi. Còn chị Mai, nhà ở khu vực gần siêu thị Co-op mặt Đinh Tiên Hoàng, cho biết, cũng cảm thấy rất tiếc khi biết thông tin siêu thị này sắp ngưng hoạt động. Hôm nay chị đến chuyển đổi lại thẻ khách hàng, rồi vào bên trong nhìn lại lần cuối các gian hàng. Cầm chiếc thẻ thành viên thân thiết, chị Mai chia sẻ, tôi mới hoàn thành việc chuyển đổi thẻ khách hàng xong,
nhưng không hiểu sao chưa muốn về sớm nên vào đi dạo một vòng siêu thị. Tôi cảm thấy rất tiếc vì đi nhiều siêu thị rồi thấy siêu thị này bán đầy đủ và đa dạng hàng hóa nhất nên rất thích mua ở đây. Nhiều người dân đến chuyển đổi thẻ thành viên để nhận thẻ ưu đãi mua hàng tại các siêu thị khác trong hệ thống Co-op. Theo chị Mai, chị biết siêu thị này mở lâu lắm rồi nhưng không nhớ rõ bao nhiêu năm vì chị ở gần khu vực đường Đinh Tiên Hoàng từ nhỏ đến lớn. Tôi được biết đây là một trong những siêu thị đầu tiên ở Sài Gòn, chị Mai nói. Hiện tại bên trong siêu thị các quầy hàng đã đóng gần hết, khách hàng chỉ còn mua được các thực phẩm trái cây, nước uống, trứng. Ngay từ khi siêu thị mới mở chị đã vào mua hàng và có cảm tình với nơi đây từ đó đến giờ. Bán cầm chừng từ đây đến ngày chính thức đóng cửa. Còn các công nhân vẫn đang tất bật tháo dỡ các kệ tủ, khung treo. Trong khi đó hầu như các gian hàng của các hãng khác hợp tác với siêu thị cũng đã dọn sạch. Để rời đi nơi khác,